Xin chào các bác, lại tiếp tục quay trở lại với video tiếp theo trên kênh An Nông TV. Hiện tại An Nông đang có mặt ở trên thửa ruộng mà trước đây cô chú Khu Xuân chuộc cho bốn mẹ con em Mương các bác ạ. Như các bác có thể nhìn này, được một nửa thôi, cũng chết rất là nhiều. Không phải riêng của bốn mẹ con đâu, ở cái khu này, ở trên này nghe mấy bác nói là cũng chết rất là nhiều. Không chỉ riêng của bốn mẹ con đấy, lấy được một nửa thôi. Mà hôm nay nhà Mương có nhờ anh em đến để giúp gặt, có 6-7 người đến giúp. Thì không biết là cái lúa này không biết là có đủ bữa tối hôm nay hay không. Sau đây xin mời các bác tiếp tục theo dõi video. Đây, chết rất là nhiều. Đó, cái này là cũng do bị sâu, mà cũng do từng vùng, có vùng thì không bị chết, có vùng thì chết rất là nhiều. Đấy, như ở đây này, cái chỗ này là khi mà có bông rồi đấy thì con sâu nó mới cắn đứt, thì nó mới bị như này. Đấy, như nọ đi sang nhà cái cũng thấy như này, không biết là có thu nhập được hay không. Xin chào cả nhà nhá. Ô rồi, được 2 bao không? Như trước đây mọi năm làm nó có như này không? Nó tốt hết à? Hay là tại do cái giống này? Hả? Đây này, cắt được rồi nhưng mà ở giữa vẫn còn lấn rất là nhiều luôn, không thể nào mà tách bóc ra được. Chào anh nhé. Này, chết rất là nhiều. Ô, sợ không được 2 bao mà. Được không? Chết rồi, ở đây này còn làm rơi ở đây nữa. Nãy cho còn làm rơi. Đây cũng rất là tiếc. Trước đây cô chú nhìn thấy cảnh thiếu cơm ăn thì cũng đã bỏ ra 10 triệu để chuộc mảnh đất. Nhưng mà này cũng do là ở vùng này nó lúa nó không được tốt nên là mất mùa rồi. Sao cái vùng ở dưới kia mà tốt thế mà ở đây xấu thế nhỉ? Ở trên kia họ thấy tốt mà kìa. Trên nhà bố ấy, bố chấp ấy. Hả? Ôi rồi con ấy, con cào cào nhiều đấy nhỉ. Thiệt thế nhỉ, cái này mà lên tốt thì cũng được rất là nhiều thóc luôn. Ô, cào cào nhiều đấy nhỉ, bắt đi. Thôi năm nay mất năm sau cố gắng đổi giống đi, đổi giống để trồng giống khác thế nào. Nhè. Yeah. Đổi giống xem nó có thay đổi gì không. Vẫn giống nhau à? Đấy, đấy. Biết ngay mà. Thế đổi giống đi, sang năm đổi giống đi. Giống này là HKT à? Việt Lai.
Lai Việt à? Lai chó. Thế là mua giống ở đâu? Giống nhà bố ấy. Đấy, trước có chị, không biết là chị mà cô Mai hay ai nhỉ, có hỏi anh ông là mùa nào gặt lúa thì mùa này là mùa gặt, nếu mà sang muốn từ bên Mỹ sang xem lúa thì tầm khoảng mấy hôm nay sang là mới có lúa, tầm khoảng mấy nữa, một tuần nữa là hết rồi, gặt hết rồi, cái này chín rất là nhanh. Máy nổ à? Sắp chết rồi. Máy sắp tắt rồi. Sao khói đấy? Máy mới mà. Ủa, phải bố mình nhớt nha. Không có nhớt thì bây giờ đi lấy nước vào. Mày nhớt xem á, xanh cái đó nhớt xem á. Lấy nước vào. Nước có mà. Chắc là nhớt nhiều quá. Nhớt quá đấy. Đi ra. Rồi bà nhớt lái nữa. Nãy thấy kêu phẹt phẹt rồi. Hay là không biết nổ. Nó đứa mà thuần mà. Chắc phải nữ loàn cái tự mày chó. Thế đúng tự nó thần tinh. Giảm tí nó chết rồi. Dầu không đều rồi. Nó kia phẹt rồi. Sao đấy nhỉ? Sao đấy nhỉ? Ga nó không đều. Ga nó không đều. Cho nó to đi, cho nhanh nhỉ, đúng máy nhanh hơn đạp thật. Nó không đều. Rồi như thế đi, cho nó chạy đi. Thank you.
Thank you.
Chưa đầy 30 phút sắp hết thửa ruộng rồi. Toàn đè thôi. Cái thửa ruộng thì rất là rộng nhưng mà cũng do là không được mùa rồi, mất mùa rồi. Ở trên kia cũng được đi xem nhỉ, lúa của họ đấy chết như này á, ở trên này á. Gặt không con người, cái này là tình trạng chung rồi. Đấy, nó chết không phải mỗi nhà mình chết đâu đúng không? Tất cả chết rồi. Sang năm đổi giống đi.
Đây gặt xong rồi mà vẫn còn như ở trên ruộng, vẫn còn lúa này. Đấy, vẫn còn cây lúa. Lấy được 50% thôi các bác ạ. Thật sự là cái hoàn cảnh đã nghèo khổ rồi lại ông trời lại còn không thương. Đó. Hiện tại là mới được chắc giỏi nhất về quạt hết cái chấu ra hết thì tầm khoảng được tầm khoảng 3 bao. 3 bao thì 4 miệng người thì ăn chỉ được tầm khoảng hơn 1 tháng thôi. Lại nghèo quay trở lại rồi. May cũng trước đây thì cũng đặt rất là nhiều kỳ vọng vào cái thửa ruộng này để đến mùa thu hoạch thì lại đến mùa thu hoạch thì lại không đâu vào đâu. Chưa đầy một tiếng gặt xong thửa ruộng rồi. Được mấy bao nhiêu bao? Cả chấu. Cả vỏ. Hả? 1 2 3 4. Tầm khoảng 5 túi chưa quạt đúng không? 5 bao. Xem nào. 1 2 3 4 5. 5 nửa tải. Một như nhà mương thì một tải này đầy thì ăn được bao nhiêu ngày? 4 người ăn. Hai tuần một tải thì hai tải được một tháng nhỉ? Hai tải được một tháng thế thì cái thửa này ăn được 2 tháng thôi đúng không? Được. Về quạt nữa chắc là về quạt nữa nếu mà được 4 tải đầy thì được nhỉ? Thôi không được 4 tải đâu, có được 2 tải. 2 tải còn không được à. Đấy năm nay không được mùa sang năm lại làm đến tháng 1 lại làm nhỉ? Ở đây có làm vụ xuân không? Ở trên cao này là không làm vụ xuân được nhỉ? Chim ăn à? Con chim gì nhỉ? Cái này không đủ mỗi người một vác nhỉ? Nhẹ không? Bố bế đẩy không? Tăng giạc đấy. Nhưng ngày xưa đi làm còn xa nữa. Làm lúc đấy là chỉ có ngựa thôi, không có xe. Mà nhà nào có ngựa còn lấy ngựa thồ. Cứ đi làm đi đổi công như là mỗi người một nửa bao. Xong vác về. Về đến nhà thì ướt hết cả người luôn. Toát mồ hôi. À, nông thì không làm ruộng hơn 20 năm rồi. Từ 2004 đến bây giờ. 2024, 20 năm rồi đấy. 20 năm là không làm ruộng rồi. Từ lúc đi học. Bao đổ vào xong là không hết thì lại cho thêm vào, cho thêm vào tải đặt lên đấy. Bế bà đẩy nó cái tang này. Tang này bế bà đẩy à? Ô, chị kia nặng đấy.
một quế tố đầy với lại một tải nữa, giống như con ngựa rồi. Hãy mở hiện cái bán là má xuống nó tự to nó hả? Con ngựa bé này. Nặng đấy, có nặng không Nhuệ? Hả? Không hả? Tương đối đấy. Nặng ô nhé. Ôi. Cái lồng sang báo là to. Thế còn cái này, cái bao này của ai? Ông Pu Bích Hồ cái này đi. Được không được ô? Ô, nặng đấy. Thế thì cho ông Pu Bích ấy xong là gánh cỏ cho. Cháu Ân Âu xin phép được giới thiệu với lại tất cả ông bà cô bác và mọi người là Ân Âu có bán các sản phẩm ở trên cái gian hàng nho nhỏ của cháu Ân Âu. Đầu tiên là vừa rồi có rất là nhiều ông bà cô bác có dặn cháu Ân Âu là làm cái sản phẩm củ giấy, thì cháu Ân Âu cũng đã làm được rất là nhiều rồi. Vừa rồi có dặn dân làm thì được chỗ này tầm khoảng hơn chục cân. Ngoài cái sản phẩm củ giấy thì cháu nó có bán mật ong rừng và mật ong khoái. Thì mùa này thì cũng mùa mưa nên là cháu nó không bán mật ong. Có hiện tại là còn một ít nữa thôi. Mật ong còn tầm khoảng 20 lít nữa là từ đầu năm cháu nó đi mua của dân về. Và tiếp thì cháu nó có bán cái trà hồng sâm, trà sơn mật hồng sâm. Tiếp là cháu nó có bán hoa đu đủ đực này, nấm ngọc cẩu, táo đỏ và trà mát gan, dây thiệt canh. Trà mát gan là hỗ trợ những anh chị nào mà hay sử dụng rượu bia ấy. Đây là trà mát gan này, mát gan lợi mật giải độc, an thần, giúp tiêu hóa tốt, chữa viêm gan, xơ gan, men gan cao, gan nhiễm mỡ, là uống thay nước hàng ngày. Cái sản phẩm là một người khỏe hai người vui nữa. Tiếp đây là nấm ngọc cẩu, cũng là một người khỏe hai người vui. Và chè nhâm trần. Chè nhâm trần thì các bác mua thì các bác để ý là nó có chè nhâm trần thì nó rất là thơm. Còn một loại cây cái gì cây bồ bồ hay cái gì đấy cũng gần giống nhâm trần, nhưng mà nó không có vị gì, nó không có mùi, nó không thơm như chè nhâm trần, là mùi rất là thơm. Tiếp đây là hạt dổi. Tiếp đây là cây tầm gửi gạo, gạo tía nhé, cây tầm gửi gạo tía là công dụng mát gan, chứa viêm gan C này, thải độc cho người bị thận, viêm cầu thận, chứa sỏi thận, phù thận, thải độc men gan, giảm béo, tăng thể lực. Tiếp đây là cây cỏ máu, cây huyết đằng, bổ máu sau sinh. Tiếp là cháu nó có bán giảo cổ lam 5 lá và 7 lá. Và chè dây thì cháu nông không sao đâu, cháu nông lấy về để thái, đun uống thay nước hàng ngày. Nếu mà bác nào bị đại tràng thì các bác mua về đun uống thử. Đấy, như cháu nông trước đây bị bụng sôi gục, nhưng mà sau dùng cái chè dây là nó hết sôi bụng. Tiếp đây là táo đỏ nhé, táo đỏ cái này là lấy về ngâm tiểu. Với cái sản phẩm cháu nông vừa giới thiệu, ông bà của bác, cô chú, anh chị có nhu cầu sử dụng sản phẩm nào đấy thì ủng hộ cháu Ân Ông, để cháu Ân Ông có kinh phí đổ xăng để đi giúp các hoàn cảnh nghèo ở trên vùng cao. Cháu Ân Ông xin cảm ơn các bác đã ủng hộ.